Minh Vy xin kính chào quý vị. Minh Vy xin kính chào quý vị. Chúng ta vẫn đang theo dõi bản tin Cà phê Sài Gòn sáng nay trên kênh truyền hình FBNC. Thay vì đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ở bệnh viện tuyến huyện, chỉ có thể đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện trong địa bàn tỉnh, thì thời gian tới bệnh nhân có thể đi khám chữa bệnh tại các tuyến bệnh viện quận, huyện trên toàn quốc. Đây là thông tin trong hướng dẫn mới nhất mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa gửi cho Bảo hiểm xã hội tuyến tỉnh, thành phố. Nếu như trước đây, bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ở bệnh viện tuyến huyện chỉ có thể thông tuyến, tức là khám chữa bệnh tại các bệnh viện trong địa bàn của tỉnh đó, thì sắp tới, các bệnh nhân này có thể thông tuyến tại các bệnh viện tuyến quận, huyện trên toàn quốc. Bệnh nhân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng được thanh toán 100% phí khám chữa bệnh theo mức quyền lợi, không kể khám nội trú hay ngoại trú. Tuy nhiên, trường hợp khám ở phòng khám đa khoa tư nhân, trạm y tế phường, xã sẽ không được thanh toán. Trường hợp nhập viện nội trú, tuyến tỉnh, bệnh nhân được bảo hiểm y tế thanh toán 60%, còn ở tuyến trung ương là 40%. Nội dung do Bảo hiểm xã hội Việt Nam đưa ra nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế. Theo dự báo của cơ quan chức năng, vào tuần sau, tức là tuần đầu tiên của tháng 4, lượng nước được xả từ đập thủy điện Cảnh Hồng tại Vân Nam Trung Quốc, cộng với lượng nước xả từ đập thủy điện của Lào trên sông Mekong, sẽ về tới đồng bằng sông Cửu Long. Diễn biến này được kỳ vọng sẽ giải quyết phần nào tình hình hạn mặn đang ở mức kỷ lục tại đây. Và để tìm hiểu rõ hơn về những căng thẳng trong sản xuất và sinh hoạt mà hạn mặn đã và đang gây ra, cùng các giải pháp mà các tỉnh miền Tây Nam Bộ đang triển khai, xin mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận tại một trong những tỉnh đang chịu thiệt hại bởi thiên tai này, đó chính là Vĩnh Long. Vụ lúa đông xuân năm nay khá bết bát. Đó là tâm trạng chung của không ít gia đình tại thị trấn Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Nhà chị Đỗ Thúy Kiều là một ví dụ. Chị cho hay, sau hai đợt mặn trùng với chiều cao, lúa nhà chị mùa này gần như mất trắng. Nó ngập là từ bữa 29 tới mùng 3 tới nó mới rút xuống á, rồi nó ngập rồi cái 3 bữa ngày sau có nó rút xuống là chốt lá lúa nó đỏ hết trơn rồi. Rồi bông lúa lại đen rễ rồi đen hết. Năng suất mỗi năm đông xuân á là khoảng 35-40 dạ một công, mà bây giờ cũng như là giờ rồi đắng tay rồi đâu có thu lại được đâu. Đã 55 tuổi với hàng chục năm làm nông, đây là lần đầu tiên ông Đỗ Văn Bá biết đến chuyện ngập mặn tại khu vực mình. Nó tiêu hết rồi, nhưng mà không phải là tiêu hết toàn bộ hết nguyên cái khu này. Nhưng một người là 100%, còn một người khoảng 50%, một người hoặc 80%, nó có cái số vậy bị gì. Ai trổ trước là nó hư hết, mà ai trổ sau thì nó còn được chút đỉnh, là như vậy đó. Chứ không phải là hư hết. Mà nó tràn lại, nó tràn, cái này nó tràn chuyện nhỉ, đâu phải ít đâu. Nó tràn liên 3 tổ luôn, từ tổ 4, tổ 3. Rồi tới tổ 5 là nó nguyên cánh vườn này nó tràn vô, đâu có ai mà giữ nước được. Mà như hồi đó giờ đây là không có nước mặn. Từ xưa năm nay em 55 tuổi là chưa biết nước mặn, mới biết lần này đó. Không chỉ có lúa, hạn mặn cũng khiến các vườn cây ăn trái và cuộc sống của người dân điêu đứng. Tại xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, nhiều vườn sầu riêng trơ lá. Tính chung tại xã này, có khoảng 80 hecta sầu riêng bị thiệt hại, bao gồm 40 hecta là cây đang cho quả và 40 hecta là cây con. Trên địa bàn xã Thanh Bình đợt rồi thì nước mặn xâm nhập ngay cái đợt Tết Nguyên Đán kéo dài khoảng tuần lễ, và mới đây thì đầu tháng này thì cũng diễn ra một cái cường độ mặn kéo dài khoảng 10 ngày. Theo cái quan trắc của phòng nông nghiệp thì cái độ mặn lúc cao điểm khoảng 5,6 phần ngàn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cái diện tích vườn cây ăn trái trên địa bàn xã Thanh Bình. Hạn mặn cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt. 50% hộ dân tại xã Thanh Bình dùng nước máy, nhưng mỗi khi độ mặn trên 3 phần ngàn thì nhà máy xử lý nước địa phương dừng hoạt động vì không có khả năng xử lý. Tại xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, hạn mặn cũng đã len lỏi đến bữa ăn. Mặn nó xâm nhập vào sâu vô đây thì ảnh hưởng rất nhiều tới sinh hoạt, tới đời sống của nhân dân ở đây. Hạn nhất là vấn đề ăn uống tưới tiêu, cây cối thì nếu mà tưới thì nó bị chết rụng lá, còn ăn uống thì hồi nào giờ không quen là cũng khó lắm, ăn nó mặn mà đi ăn mấy đứa, hạn nhất là mấy đứa nhỏ nó bị ảnh hưởng, nó không chịu, khó khăn lắm. Theo tính toán, đợt hạn mặn này toàn tỉnh Vĩnh Long có 70.000 hecta đất tự nhiên bị xâm nhập mặn từ 2 đến 10 phần ngàn, gây thiệt hại hơn 122 tỷ đồng, trong đó Vũng Liêm và Trà Ôn là hai huyện bị ảnh hưởng nhất. Vĩnh Long là một trong 12 tỉnh công bố tình trạng thiên tai do hạn mặn tại đồng bằng sông Cửu Long. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ước tính khoảng 140.000 hecta diện tích đất nông nghiệp bị thiệt hại, trong đó trên 60% tác động đến năng suất cây trồng. Không thể phụ thuộc hoàn toàn vào việc nước thượng nguồn Mekong đổ về chống mặn, các tỉnh đã lên phương án cho mình. Tại Vĩnh Long,
có 119 công trình thủy lợi được nạo vét, nâng cấp. Người dân được hướng dẫn các giải pháp trữ ngọt cho tưới tiêu vì theo dự báo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, độ mặn tại các cửa sông vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục tăng cao trong tháng 4. Coi như nó bị xâm nhập mặn, nó đổ lá, như là nó giảm đi năng suất hết 50%. Mới đây thì bị xâm nhập mặn sớm quá, thành ra mình chưa có chuẩn bị được. Rồi bây giờ từ đấy sau mới chuẩn bị để mà mình mà đầy nắp cống lại, để mà chứa nước ngọt để mình tưới tiêu rồi cho nó đỡ. Bây giờ cũng mới quá rồi cũng chưa có được hỏi và học. Thành thử ra bây giờ mình cũng đang nghiên cứu nhờ ở trên các chuyên gia để mà giúp đỡ cho mình thôi. Năm sau nước mặn có thể là dữ hơn. Nhưng mà mình cũng cố làm sao mà đừng ngập thì mình được phục hồi. Tưới tiêu mình bây giờ phải ngăn chặn nước mặn, mình giữ nước ngọt lại trong mương, trong ao của mình để mình tưới tiêu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì đưa ra 4 giải pháp chống hạn mặn là tăng cường công tác dự báo, điều chỉnh lịch thời vụ và cây trồng, tăng cường sự tham gia của các địa phương và dần chuyển đổi mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu như chuyển từ mô hình trồng lúa sang tôm lúa. Cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhiều viện trường chuyên gia cũng đưa ra các khuyến nghị ngắn hạn lẫn dài hạn cho đồng bằng sông Cửu Long. Một tín hiệu khích lệ là khi hậu quả đã nhãn tiền thì các ý kiến dần được quan tâm thích đáng hơn. Bởi trước đây, dù các nhà khoa học đã bao phen cảnh báo về tác động của biến đổi khí hậu, thì chính những người nông dân vẫn không được thông tin về nó bao nhiêu. Đối với ông Bá, ông Châu hay ông Trà, trong ghi nhận của chúng tôi, chuyện hạn mặn, hậu quả của biến đổi khí hậu là một điều gì đó còn mới mẻ, lạ đời hay đột ngột đến không kịp trở tay. Thưa quý vị, các hoạt động sản xuất nông nghiệp của cả nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn do hiện tượng thời tiết cực đoan ở cả hai miền Nam Bắc. Nhận định được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra sau bản báo cáo kém lạc quan về giá trị sản xuất nông nghiệp vừa được Tổng cục Thống kê công bố. Theo Tổng cục Thống kê, ước tính giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản quý 1 năm 2016 đạt 178.800 tỷ đồng, giảm 1,32% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá trị sản xuất lĩnh vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất nhưng đã giảm 2,55% trong quý đầu tiên của năm 2015. Còn lại các hoạt động chăn nuôi, sản xuất lâm nghiệp và thủy sản đều tăng trưởng nhẹ trong 3 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2015. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, sở dĩ các hoạt động sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quý 1 năm nay là do hiện tượng thời tiết cực đoan như rét buốt, băng giá tại các tỉnh phía Bắc, trong khi các tỉnh phía Nam lại đối diện với hạn hán, xâm nhập mặn. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới vừa qua, các nhà đầu tư tài chính đã không còn dễ dãi như trước. Đó cũng chính là lý do hàng loạt định chế tài chính phải thay đổi cách thức huy động vốn và đầu tư, trong đó có công ty quản lý quỹ VFM, và thay đổi bộ nhận diện thương hiệu là bước đi tất yếu của quá trình này. Ngày 28 tháng 3, công ty quản lý quỹ nội địa có tổng tài sản quản lý lớn nhất Việt Nam là VFM đã công bố định hướng chiến lược mới, đồng thời thay đổi bộ nhận diện thương hiệu sau 12 năm hoạt động. Vào thời điểm cách đây hàng chục năm, khi nhà đầu tư đại chúng còn chưa hiểu nhiều về thị trường chứng khoán, thì những nhà quản lý quỹ như VFM khi thành lập chỉ nghĩ đến những nhà đầu tư tiên phong, tức chủ yếu là các định chế tài chính và ngân hàng, những người có thể mạnh dạn mang tiền rót vào các quỹ đầu tư. Còn ngày nay, khái niệm nhà đầu tư đã mở rộng hơn rất nhiều, trong đó phải kể đến đông đảo nhà đầu tư cá nhân. Vì vậy, VFM cho rằng chăm chỉ bắt cá nhỏ cũng có thể đầy thuyền thay vì chờ tìm cá mập. Sau những cái chuyến khảo sát đến Ấn Độ, đến Indo và đến Trung Quốc, chúng tôi nhận ra rằng nhà đầu tư đích thực của các quỹ đầu tư chính là các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Nếu một ngày nào đó chúng tôi có thể huy động vốn được từ những chị bán rau ngoài chợ cho đến những anh công nhân mà họ sẵn sàng chia sẻ cho chúng tôi, dành dụm và đưa cho chúng tôi những đồng tiền tiết kiệm nhỏ nhất của họ, thì ngày đó chúng tôi thật sự là thành công. Và chính vì những quan điểm như vậy, chúng tôi thay đổi. Chúng tôi thay đổi từ hệ thống hạ tầng của công ty, từ hệ thống bán hàng của công ty, từ cách thức đầu tư của công ty và thay đổi luôn cả bộ nhận diện thương hiệu. Với nhận diện thương hiệu mới, logo của VFM từ nay sẽ là hình đồng tiền nhân đôi màu đỏ, tức biểu tượng sinh sôi nảy nở của đồng vốn đầu tư. Còn màu đỏ trên đồng tiền là màu của chiến thắng, sự lựa chọn khá dễ nhận thấy ở rất nhiều tổ chức tài chính và doanh nghiệp hiện nay. Tại thị trường chứng khoán hai sàn chìm trong sắc đỏ khi khép lại phiên giao dịch vào ngày 29 tháng 3. Lực bán gia tăng trên diện rộng khiến cho hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn rơi vào tình trạng giảm giá. Chỉ số VN Index đã rơi khỏi mốc 570 điểm. Khởi động phiên giao dịch, chỉ số VN Index giằng co trong biên độ hẹp với sự phân hóa giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, nhanh chóng sau đó, trước áp lực bán gia tăng trên diện rộng, thị trường bắt đầu giảm mạnh hơn. Chỉ số sàn HOSE dần lùi về mốc 570 điểm, các cổ phiếu chủ chốt chìm trong sắc đỏ.
Mặc dù vậy, nhiều mã pennies lại cho thấy khả năng hút dòng tiền lớn. Bước sang phiên chiều, đà rơi của thị trường chưa có dấu hiệu dừng lại, áp lực bán còn khá lớn. VN Index nhanh chóng rơi khỏi mốc 570 điểm trong sự lo ngại của giới đầu tư. Nhóm cổ phiếu dầu khí và ngân hàng tác động tiêu cực đến thị trường. Sự tỏa sáng của cổ phiếu Vincom trong phiên không đủ để giúp thị trường thu hẹp đà trượt dốc. Khép phiên giao dịch, VN Index giảm 1,3% xuống còn 568,28 điểm, thanh khoản đạt hơn 2.600 tỷ đồng, trong đó thỏa thuận đã chiếm trên 20%. Diễn biến khá tương đồng với sàn HOSE, chỉ số HN Index chỉ có chút ít sắc xanh vào đầu phiên, nhưng sau đó thì giảm điểm hẳn, dòng dầu khí nhấn chìm thị trường cùng với một loạt cổ phiếu trụ cột khác. Chốt phiên, HN Index giảm 0,8% về mốc 79,79 điểm, khối lượng giao dịch hơn 54 triệu đơn vị, tương đương trên 560 tỷ đồng. Còn bây giờ Minh Vy xin mời quý vị một lần nữa quay trở lại với bản tin Cà phê Sài Gòn sáng nay để chúng ta cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý tại khu vực châu Á. Nông dân Ấn Độ chật vật bởi lệnh cấm giết mổ gia súc của chính phủ.